Đây cả nhà ơi, em giới thiệu với nhà một con Casio G-Shock sản xuất Thái nha. Đây là đèn tự động nè. Đó. Giơ tay là sáng đèn nha cả nhà. Đây, ngoại hình nó đây cả nhà. Đó, mặt trán gương nha. Size 39 ngang, sản xuất Thái Lan nha, Casio G-Shock nè. Đó, em sale với giá là 480 bao ship nha. Nguyên rin. Phom trắng trẻ trung. Mặt số thì màu đỏ, trán gương nha, nè nha. Đó, số màu đỏ nha, đèn nè, lúc này lúc đèn nha cả nhà. Đó, đèn tự động luôn. Đây, eo. Đó, giờ thế giới nè. Có bấm giờ thể thao nè, đếm ngược để tập thể thao nè. Báo thức nè, có đầy đủ. Ba báo thức, có báo thức lặp lại và báo tiếng luôn. Đó, giờ hiện tại lịch vạn niên đầy đủ chức năng luôn nha cả nhà. Đó, 14 tháng 9 thứ tư thể hiện đầy đủ chức năng luôn. Em bán là 480 bao ship nha, có đèn tự động nha cả nhà. Đó, đèn tự động nha. Đây. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, đèn tự động nè. Đó, rồi em mời cả nhà nha.